Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồng thời ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Rồi thì em còn 3 loại lưỡi cắt ha. Thì em lên giới thiệu cho anh em. Thì đầu tiên là cái lưỡi này, lưỡi hợp kim anh em. Thì lưỡi này là lưỡi 180 ha. Thì em còn được chỉ có 5 lưỡi thôi. Còn được có 4 5 lưỡi à. Thì em sẽ ship là một lần là 2 lưỡi nha. Một lưỡi như là ship một cặp anh em, 300.000 hai cái ha. 300.000 hai cái anh em. Hai cái 300.000 em sẽ ship ha. Thì anh em mua đơn hàng mà 300.000 chuyển khoản đủ em sẽ bao ship nha. Rồi thì số 1 đi. Lưỡi hợp kim ha. Lưỡi hợp kim 180 ml. Đó, cốt này hai phần ha. Rồi thì em sẽ giao là một cặp nha anh em ha. Một cặp là 300.000 nha. Rồi thứ hai nè là đá cắt nha. Thì em có số lượng anh em, thì em sẽ giao cho anh em là 10 lưỡi ha. 10 lưỡi nó em cũng có hai loại ha. Loại này nó có loại này thì nó có cước nè, loại này thì nó không có nè, loại này mịn nè ha. Đó, một hộp anh nếu như anh em lấy 5 lưỡi này, lưỡi em ship từ một hộp 10 cái là em bán 350 ha. 10 cái 350. Thì 10 cái 350 thì anh em lấy 5 cái này 5 cái kia cũng được, hoặc là mỗi thứ 10 cái cũng được ha. Đó, tức là 10 cái em ship 10 cái trở lên ha. Đó. 5 này 5 kia cũng được, hoặc là anh em lấy một thứ cũng được ha. Đó là 350 ha. Chuyển khoản đủ bao ship ha, 10 cái 350. Rồi, cái này là một cái đầu sữa đá anh em. Sữa đá mài á. Sửa cho nó mòn đều lại nè. Đó, cái này bán giá 150 nha. Còn cử đồ đàng hoàng nha. Rồi, con này bán giá 150 sữa đá ha. Rồi anh em mua thì liên hệ em. À, thì em còn 5 lưỡi này nha anh em. Đó, 150 một lưỡi ha, ship từ 2 lưỡi nha. Còn cái này em còn số lượng nhiều nè. Đó. Thì anh em mua càng nhiều thì em sẽ để giá khuyến mãi cho anh em ha. Mà ít nhất là 10 lưỡi nha anh em ha. Rồi, anh em mua liên hệ em.